dolcezza e la persuasione. Sự dịu ngọt và sự thuyết phục. Giấc mơ 9 tuổi nơi Đông Bosco được lặp đi lặp lại trong suốt gần 18 năm. Tại những thời khắc quyết liệt trong cuộc đời của Đông Bosco thì giấc mơ đó lại đến. Chúa không bỏ rơi Don Bosco. Vào một đêm năm 1844 đã có một minh chứng rõ ràng nhất. Chúa Nhật thứ hai vào tháng 10 của năm 1844, cùng với các thiếu niên, Ngài chuyển nguyện xá tới Van Đốc Cô. Nhưng tình trạng không trong sáng của khu vực, các phương tiện cũng như dân chúng ở đó làm cha lo lắng nhiều. Tối hôm trước, cha đi ngủ với tâm trạng bất ổn, và chính đêm đó, cha đã có một giấc mơ mới, được xem như một phụ chương cho giấc mơ đầu tiên tại Becky khi cha được khoảng 9 tuổi. Tổng quát bức tranh vẫn là một như thế, nhưng mỗi lần nó lại được kèm theo những cảnh luôn luôn mới. Sáng hôm sau, Don Bosco đã cảm thấy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Vì lẽ này, chúng ta có thể nói rằng chúng hơn cả những giấc mơ vì đó là sự can thiệp từ trời cao. Như Thánh Vịnh đã nói, Chúa cho ban sự hướng dẫn của Ngài cho người bạn hữu trong giấc ngủ. Khi ở tuổi 22 trong một giấc mơ khác, Don Bosco được chỉ cho biết cánh đồng sứ mệnh tương lai của mình. Ngài trông thấy một thung lũng phía dưới nông trại vùng Sustamprino, nơi Ngài đang nghỉ hè. Trang trại biến thành một thành phố lớn, chật ních những người trẻ. Chúng ồn ào, la hét và chửi rủa trên đường phố. Với tính khí sống động và mau lẹ, John đến gần chúng, rầy la và đe dọa chúng. Khi thấy tiếng la của mình chẳng đem lại lợi ích gì, Ngài bắt đầu xô đẩy chúng cách thô bạo. Xong các trẻ phản ứng lại, nhào vô đấm đá Ngài, khiến Ngài phải vắt giò lên cổ mà chạy trốn. Nhưng rồi có một người đàn ông tiến đến gần Ngài, bảo Ngài dừng chân và quay trở lại với đám trẻ đó. Đoạn ông giới thiệu cho Ngài một bà rất mực quý phái và nói, đây là mẹ của ta, con hãy bàn thảo với bà. Bà phụ nữ đó nhìn Ngài với ánh mắt đầy nhân hậu. Bà nói, nếu con muốn chiếm được lòng những đứa trẻ ngỗ nghịch này, đừng đối phó với chúng bằng cú đấm cú đá, song hãy chiếm được chúng bằng sự dịu dàng và sự thuyết phục. Đúng lúc đó, như trong giấc mơ đầu tiên, Ngài thấy các trẻ biến thành những con chiên và Ngài bắt đầu đối xử với các em như người mục tử, theo lệnh của người phụ nữ đó. Như người mẹ trợ giúp và khuyên bảo, Đức Maria thật sự chiếm hữu được tước hiệu phù hộ các giáo hữu. Cũng như đã xảy ra với Don Bosco, lời khuyên với Salesian chúng ta và toàn thể gia đình Salesian ngày nay là hãy luôn tiếp cận với các thanh thiếu niên và người trẻ với sự dịu dàng và tính thuyết phục. Đề xuất về sự dịu dàng và thuyết phục thật đẹp. Đây là lời của người mẹ yêu thương nhủ khuyên và bảo chúng ta. Đừng sợ. Mẹ ở đây với chúng con. Tonino sống trong một thị trấn nhỏ gọi là Bova Marina, thuộc miền nam của Calabria, thị trấn dấu yêu. Tonino được 15 tuổi. Cậu có cả một gia đình lộn xộn ở phía đằng sau. Cậu không muốn học hành, cậu đi làm những việc bất định ở đây rồi ở kia. Chẳng hạn như là đi làm công nhân trong khu vực xây cất chỉ để kiếm một chút tiền còm. Nhưng rồi cậu lại tiêu xài tất cả số tiền đó vào bia rượu. Lúc đó tôi là một sinh động viên tại nguyện xá Salesian. Bất kỳ lúc nào ra khỏi nhà, tôi đều thấy cậu ở phía đằng trước cái quán rượu quen thuộc đó. Trên tay là ly bia Peroni. Và Tonino vẫn lưu lại tại đây. Tôi luôn dừng lại nói chuyện, tán gẫu với cậu, mang đến cho cậu một sự hiện diện kiên định, dịu dàng. Chỉ vì để trở thành bạn của cậu, tôi cũng uống bia với cậu, dẫu rằng tôi chẳng thích bia chút nào. Tôi cố gắng làm một người gác cổng để đẩy cậu vào nguyện xá, nhưng Tonino vẫn nói không. Cậu thường nói, đến đó mà làm gì? Thậm chí tôi không thể chơi bóng hay là thổi kèn. Nhưng Tonino này, ở đó thế nào cũng có một cái gì đó bạn có thể làm mà. Đúng, tôi có thể trồng cây chuối, rồi ngay giữa đường, cậu lộn ngược đầu xuống, chân chống lên trời và rồi cậu đứng thẳng lên. Cậu làm thật chuyên nghiệp, thời gian trôi qua, nhưng mọi sự vẫn nguyên trạng. Xong một ngày kia, tôi được soi sáng. Tôi đang chuẩn bị một buổi tối mừng lễ Đức Mẹ và tôi nghĩ, theo kiểu nói của Don Bosco, nếu như tổ chức một màn trình diễn nhỏ,
trong đó có người đi thăng bằng biết trồng cây chuối và dùng tài năng này để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, thì có lẽ Tonino thật là phù hợp. Tôi đến với cậu và đặt vấn đề về tài khéo này. Này Tonino, tớ cần một người biết trồng cây chuối. Trong thị trấn này, chẳng ai làm tuyệt như cậu. Lần này, chỉ vì điều ấy, cậu đồng ý đến. Cậu đến biểu diễn trước dân làng, cậu trồng cây chuối thật tuyệt vời. Và đạt thành công rực rỡ. Sau ngày đó, tôi nhớ mãi hai điều. Trước hết, niềm vui trong mắt Tonino, niềm vui chưa bao giờ thấy trước kia, như đôi tay rộng mở hướng về khán giả để nói, này, nhìn tôi đây, tôi cũng có thể làm điều gì đó. Rồi cậu đến gặp tôi, không chỉ nói lời cảm ơn mà còn bảo tôi, có Đức Maria làm mẹ, hẳn là tuyệt đẹp, thầy nhỉ. Và từ ngày đó trở đi, Tonino thay vì ở quán rượu với ly bia trong tay, ta lại thấy cậu hiện diện trong nguyện xá. Lạy mẹ Maria phù hộ dấu yêu, là con yêu dấu của Chúa Cha, xin ban cho chúng con sức mạnh tự chủ để trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng, và nhìn vào những người chúng con gặp gỡ, nhất là giới trẻ, với sự nhân hậu, thông cảm và tin tưởng, hầu chúng con thật sự có thể lắng nghe và giúp đỡ chúng, đồng hành với chúng hướng tới sự hoàn thành sung mãn của chúng trên trần gian này và hạnh phúc đời đời. Mẹ đã được Thiên Chúa đặt để là sự trợ giúp quyền thế của các Kitô hữu trong mọi nhu cầu chung và riêng. Người ốm đau liên lỉ quay về với mẹ trong cơn bệnh tật của họ. Người nghèo khổ trong cảnh eo hẹp của họ. Kẻ lo âu trong nỗi muộn phiền của họ. Người lữ hành trong hiểm nguy của họ. Kẻ chết trong cơn đau hấp hối. Mọi người đều được từ mẹ sự trợ giúp và ủi an. Vậy lạy mẹ yêu dấu, xin lắng nghe tiếng chúng con cầu nguyện. Xin giúp con trong những lúc thiếu thốn, giải thoát con khỏi mọi sự dữ và dẫn con tới ơn cứu độ.